Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ năm, ngày 2 tháng 6 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến! Theo ghi nhận giá hơi trong buổi sáng ngày hôm nay, ở một số địa phương thuộc khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc có xuống tăng nhẹ. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ vẫn không ghi nhận mức giá giảm thêm trong ngày hôm nay. Cụ thể, một số địa phương ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ như là Hưng Yên, Thái Bình hay là đối với Nam Định và Hải Dương trong ngày hôm nay phổ biến cho quanh mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 58 cho đến 59.000 đồng cũng đã xuất hiện rải rác ở các địa phương như khu vực nho quan của tỉnh Ninh Bình hay khu vực tứ kỳ của tỉnh Hải Dương. Bên cạnh đó, một số địa phương ở khu vực trung du và miền núi có xu hướng tăng nhẹ và trong ngày hôm nay nhiều địa phương đã đạt 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg rải rác ở các tỉnh như là Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ hay là đối với tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, các tỉnh ở khu vùng cao trong ngày hôm nay hầu như ít có sự biến động với mức giá giao động từ 50 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là khu vực Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La hay là đối với tỉnh Điện Biên. Bên cạnh đó, các nhà khoa học trong lĩnh vực thú y vừa nghiên cứu sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi và dự kiến vào ngày 6 tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chính thức công bố thành tựu này tại Hà Nội. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Phùng Lúc Tiến cho biết tại buổi họp thông tin và kết quả nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi diễn ra vào ngày hôm qua, tức là ngày 1 tháng 6. Vaccine sẽ được tiêu thụ thương mại và dự kiến sẽ được bán với giá 34 cho đến 36.000 đồng trên một liều. Theo ông Nguyễn Văn Long, quyền cục trưởng Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây trên đàn heo xuất hiện lần đầu tiên ở châu Phi vào năm 1921. Bệnh có đặc điểm là lây lan nhanh, gây bệnh ở mọi lứa tuổi của heo và khả năng chết đến đến 100%. Đã hơn 100 năm qua, trên thế giới chưa có vaccine thương mại phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn xảy ra tại nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Trong khi đó, đến thời điểm này, trên toàn thế giới chưa có quốc gia nào công bố sản xuất vaccine thương mại. Vì vậy, dư địa xuất khẩu vaccine dịch tả lợn châu Phi được sản xuất tại Việt Nam sang các nước là rất lớn, ông Tiến nói thêm. Và những người chăn nuôi như chúng ta sẽ mong chờ vaccine dịch tả lợn châu Phi vào ngày mai sẽ được công bố chính thức. Còn đối với một số địa phương ở khu miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn duy trì đi ngang, với mức giá dao động phổ biến từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mức giá bình quân 54 cho đến 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Trong khi đó, các địa phương ở khu miền Nam Trung Bộ có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng, rải rác từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên hay Bình Thuận cho đến Bình Thuận. Một số địa phương ở khu Tây Nguyên như Gia Lai, Con Tum và Đắk Nông trong ngày hôm nay phổ biến xoay quanh từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Nam theo ghi nhận trong ngày hôm nay cũng không có xu hướng giảm thêm. Một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mức giá dao động từ 55 cho đến 57.000 đồng. Cả các tỉnh như là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hay là Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khi đó, sự chênh lệch giá ở các tỉnh thuộc cùng miền Tây Nam Bộ cao hơn. Nhiều địa phương có mức giá cao 56 cho đến 57.000 đồng. Tuy nhiên cũng có những địa phương chỉ dao động từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Rải rác ở các tỉnh như Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu hay là đối với tỉnh An Giang. Và chi tiết hơn theo quy nhận giá hơi trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày thứ 5, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022 ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến mức giá giao quanh từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng phổ biến xoay quanh từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Thái Thụy của tỉnh Thái Bình có mức giá bình quân 55 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Hà Nam phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Tuy nhiên, một số thương lái báo giá ở chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam heo đói chọn loại 1 bán với mức giá khá cao 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng trong ngày hôm nay cũng phổ biến giao quanh mức giá từ 55 cho đến 56.000 đồng. Quảng Ninh 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Nam Định trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 54 cho đến 57.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Xuân Trường của tỉnh Nam Định có mức giá 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Ở huyện Vùng Biển, Hải Hậu của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay có mức giá cao hơn 56 cho đến 57.000 đồng đối với tỉnh Ninh Bình có mức giá bình quân 54 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục nho quan của tỉnh Ninh Bình đang phổ biến mức giá này. Trong khi đó, các địa phương ở khu Trung Du và miền núi phía Bắc riêng có tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang là vẫn đang duy trì mức giá cao với mức giá phổ biến do quanh từ 54 cho đến 57.000 đồng. Các địa phương khác có mức giá thấp hơn như Phú Thọ phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng có mức giá bình quân 53 cho đến 56.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục vĩnh tường của tỉnh Vĩnh Phúc có mức giá bình quân 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tam Dương nhìn hơn một giá 55 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó đối với tỉnh Tuyên Quang với mức giá từ 52 cho đến 56.000 đồng. Lạng Sơn giao động 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn có mức giá dao động 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Cao bằng phủ mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Khu vực Yên Bái trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. nhộ hộ chăn nuôi báo giá khu vực thị xã Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái có mức giá bình quân 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Lào Cai phối mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Đặc biệt, theo ghi nhận, một số hộ chăn nuôi báo giá khục bảo thắng của tỉnh Lào Cai có mức giá 54.000 đồng. Lai Châu và Điện Biên phổ biến 53 cho đến 55.000 đồng. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực nậm pồ của tỉnh Điện Biên có mức giá khá cao, 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, tức là có nhỉnh hơn một giá so với các địa phương khác. Bên cạnh đó, đối với tỉnh Bắc Cạn, giao động bình quân 54.000 đồng. Hòa Bình, 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Sơn la trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng giá từ 53 cho đến 55.000 đồng. Các địa phương ở thị trường miền Trung trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động. Tuy nhiên, một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ có mức giá thấp hơn so với thị trường miền Nam Trung Bộ. Bởi trong ngày hôm nay, Thanh Hóa phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Nghệ An 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg một số hộ chăn nuôi báo giá cục diễn Châu của tỉnh Nghệ An có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Tuy nhiên, ở các huyện miền núi lại có mức giá cao hơn 55 cho đến 56.000 đồng, đặc biệt là khu vực Quý Phong và huyện Con Cuông của tỉnh Nghệ An. Hà Tĩnh có mức giá bình quân 53 cho đến 56.000 đồng. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay cũng dao động trong khoảng giá từ 53 cho đến 56.000 đồng, và các địa phương này cũng không có sự thay đổi. Tuy nhiên, đối với một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ có xuống giảm nhẹ, như Đà Nẵng trong ngày hôm nay chỉ còn dao động từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam giảm nhẹ 1.000 đồng ở mức 54 cho đến 56.000 đồng. Quảng Ngãi 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 54 cho đến 55.000 đồng. Bình Định 53 cho đến 55.000 đồng. Khánh Hòa 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng giá từ 54 cho đến 56.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên như Gia Lai phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng, còn Tum nhỉnh hơn một giá trong ngày hôm nay với mức giá giao quanh từ 54 cho đến 57.000 đồng. Đắk Lắk 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng trong ngày hôm nay phối mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Giá heo hơi vài ngày vừa qua liên tục có sự biến động và tăng giảm rất trái chiều. Ngày như những ngày đầu tuần, giá heo hơi ở khu vực Việt Nam có xuống tăng thì trong ngày hôm nay một số địa phương lại quay đầu giảm. Đặc biệt là đối với Bà Thị Vũng Tàu trong ngày hôm nay có xuống giảm nhẹ 1.000 đồng chỉ còn mức giá từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1kg. Đồng Nai phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương giao quanh mức giá 55.000 đồng. Bình Phước trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Còn đối với tỉnh Tây Ninh có mức giá bình quân 55 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay riêng có tỉnh An Giang giảm nhẹ 1.000 đồng ở mức 55 cho đến 56.000 đồng Trà Vinh 57.000 đồng, Bến Tre có mức giá 57.000 đồng. Đối với tỉnh Tiền Giang trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi với mức giá bình quân 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau phổ biến mức giá giao quanh 56.000 đồng. Bạc Liêu trong ngày hôm nay vẫn duy trì mức giá cao 55 cho đến 58.000 đồng. Sóc Trăng phổ biến mức giá giao quanh 56 cho đến 57.000 đồng trong ngày hôm nay. Đồng Tháp giao động trong khoảng giá từ 55 cho đến 57 000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long có mức giá 56 cho đến 57 000 đồng. Cần Thơ giảm nhẹ 1 000 đồng ở mức 56 000 đồng trên 1 kg. Hậu Giang cũng có xuống giảm nhẹ 1 000 đồng ở mức 56 000 đồng. Kiên Giang 55 000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi